Hello cả nhà, hôm nay The Cloud sẽ hướng dẫn mọi người cách make up tôn cam đào mùa xuân tươi tắn và căng bóng nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Sau khi rửa mặt sạch, mình sẽ sử dụng một loại kem dưỡng có tên là Sunhasu Luminator Glow Cream. Loại kem này vừa dưỡng da và được các beauty blogger hàng sử dụng như một lớp lót giúp nền cho chúng ta giữ độ căng bóng suốt cả ngày. Và một điểm siêu đặc biệt nữa đó là nó không hề nhờn dính. Cho phần nền, mình sử dụng Cushion Perfecting X phiên bản vỏ hộp Holiday phá hoa. Cả nắp hòa hộp đều có tông vàng đồng, hơi bị chanh xả lung ít. Cushion Sunhasu Perfecting X thì có đặc điểm là che phủ rất cao nhưng vẫn mỏng nhẹ tự nhiên. Cảm giác như không có gì trên mặt hết trơn, thích ơi là thích. Kết quả Cushion là semi matte khi kết hợp với lớp glow cream bên dưới cho độ căng mộng nước. Tiếp tục tạo kiểu cho lông mày với chì mày Sunhasu màu 34 Ash Brown. Để giữ độ căng bóng cho lớp nền, mình sẽ không tạo khối bằng phấn mà sẽ tạo khối bằng dạng thỏi kem với sản phẩm Etude House Play 101 Stick màu số 2. Cho chủ đề make up cam đào của chúng ta, mình sẽ dùng bảng mắt tông cam là Izu Juice Bar của Etude House với 10 màu tông nâu, cam, đào và nhũ dễ thương này. Bắt đầu với màu đào ánh nhũ cam để tán lên toàn bộ bầu mắt. Mình sẽ nhấn hút mắt đậm hơn với tông cam nhũ vàng và kéo dài màu cam này cho phần mí mắt dưới. Tạo phong cách khó cho viền mắt với màu nâu hơi pha cam nhẹ nhàng. Sau đó mình sẽ dùng màu nâu đen đậm nhất để kéo dài đuôi mắt ra. Cuối cùng dùng màu cam sữa nhạt đánh highlight xương chân mày. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm mi thật cong và chạy mascara với dòng mascara mới là 3C Waterproof Mega Volume Mascara. Thú thiệt là từ khi 3C loại bỏ dòng I'm Chubby Mascara thì mình buồn lắm đó, vì đó là dòng yêu thích của mình. Nhưng hay làm sao Mega Volume có độ dày và giữ độ cong khá tương tự như I'm Chubby. Độ lì lợm và chống nước của loại này cũng khá là đáng gờm đấy. Nét chấm phá cuối cùng mình sẽ kẻ viền mắt nước với Marmande Brush Liner. Dòng này có hai sự lựa chọn là nâu và đen, nhưng mình sẽ dùng màu đen để phối với make up look kỳ này. Để trang điểm cho phần má, mình sẽ sử dụng dòng má hồng Cushion Blusher mới renew năm 2019 của IOP. Có hai tông là hồng và cam đào thì mình sẽ lựa cam đào cho make up cam đào của chúng ta luôn. Và trước đây dòng má hồng này lên màu nhẹ và trong suốt lắm, nhưng khi này IOP cho sản phẩm của mình đậm đà lên rất là nhiều và giữ độ glow căng như phiên bản trước, cộng thêm 10 điểm cho packaging siêu cute và pop cải tiến hình giọt nước và apply hơn nhiều. Trang điểm đôi môi với son Woo Luxury Lip Rouge màu 25 cam đào, nhẹ nhàng đánh lòng môi, và mình sẽ top lên trên một lớp nữa với son Liquid Lip Rouge màu Coral để tạo độ căng bóng và mỏng ở chính giữa lòng môi. Đặc điểm của dòng kem glow cream của chúng ta là các bạn có thể reapply lên trên lớp nền bất cứ lúc nào trong ngày để refresh lớp nền hoặc là tăng độ ẩm cho da mà không làm xê dịch lớp trang điểm đi. Mình thì sử dụng cách này để tăng thêm độ glow cho lớp makeup kiểu glass skin long lanh hơn. Ta-da, chúng ta đã hoàn tất rồi đấy. Kiểu makeup tươi trẻ và năng động này sẽ phù hợp đi dạo phố, xem phim, hẹn hò, thậm chí cực dễ sử dụng cho bất kỳ buổi party nào. Làn da bóng lấp lánh, đôi mắt tông kem, đôi má ửng màu đào và đôi môi mọng giúp bạn hắc được vài tuổi nữa lận đó. Chưa kể đến việc kết hợp giữa Glow Cream và Cushion Perfecting X sẽ làm cho làn da bạn glow bóng, không khuyết điểm, bền suốt cả ngày. Nếu các bạn muốn tạo kiểu tóc xoăn tương tự như mình thì hãy tham khảo máy uống tóc của Dana phiên bản Cherry Blossom Limited. Ống 36mm cực kỳ cute này ngang. Hãy bấm nút subscribe YouTube channel của The Cloud và đừng quên click vào hình cái chuông bé bé xinh xinh để nhận được thông báo về video mới nhất. Cũng như gia nhập vào gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty và follow Instagram The Cloud Beauty. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye!